Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện số 905 hướng dẫn về việc tổ chức dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và các địa phương dạy trực tiếp. Cụ thể là đối với địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và không tổ chức dạy học trực tiếp tại trường, triển khai tổ chức dạy học trực tuyến, kết hợp dạy học trên truyền hình, các nội dung lý thuyết hướng dẫn cho học sinh khai thác hiệu quả sách giáo khoa để học tập. Đối với lớp 1, lớp 2, ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này. Đối với các khối lớp từ lớp 3 cho đến lớp 12, tổ chức dạy học trực tuyến là chủ đạo, dạy học trên truyền hình là bổ trợ, ưu tiên cho các lớp cuối cấp. Việc tổ chức tiết học, giờ học trực tuyến không kéo dài thời gian như học trực tiếp trên lớp để đảm bảo sức khỏe, tâm sinh lý của học sinh khi phải tiếp xúc với máy tính, điện thoại, TV. Đối với các địa phương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp tùy vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương có thể tổ chức dạy học nhiều hơn 6 buổi một tuần.